giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Diễn viên Hoàng Anh chính thức xác nhận thông tin có tình mới hậu ly hôn bà xã Việt Kiều. Hoàng Anh thời gian qua gặp rất nhiều ồn ào về chuyện ly hôn với vợ. Mới đây anh đã có tâm thư rất dài nói đến lý do của sự việc, với rất nhiều điều phía sau cuộc sống hôn nhân khiến mọi người bất ngờ. Nam diễn viên mong mọi người hãy lắng nghe một lần nữa lời chân thật nhất. Dù đã giữ im lặng nhưng mọi thứ đi quá xa khiến anh buộc lòng có động thái nói rõ. Về chuyện bỏ nhà ra đi và đơn phương ly hôn, Hoàng Anh khẳng định trong vài tháng sống chung, anh đã phải bỏ nhà ra đi rất nhiều lần. Vì vợ thường ghen tuông vô cớ, bực mình chuyện vợ chồng sẽ đánh con, hỗn hào với người lớn trong gia đình và không tôn trọng chồng. Nam diễn viên cho biết anh chỉ định đi ra ngoài một thời gian để vợ bình tâm suy nghĩ. Nhưng vợ anh lại gào thét chạy khắp nơi nhờ mọi người tìm anh cho bằng được. Thậm chí nhắn tin hăm dọa nếu chồng không về sẽ tự đâm xe để hai mẹ con tự tử. Tôi hoàn toàn không có ý định hay đã làm đơn ly hôn trước khi ra khỏi nhà. Khi Hoàng Anh đi, mọi người nói Hoàng Anh không có trách nhiệm với con là không đúng. Hai tháng đầu Hoàng Anh vẫn gửi tiền về, trong tài khoản vẫn còn bằng chứng. Vì quá nhớ con, Hoàng Anh có ghé nhà cô giữ trẻ để gặp con một chút. Xong vợ cũ nhắn tin nói Hoàng Anh đừng giả tạo, tới gặp con để chụp hình up Facebook gây tình thương của mọi người. Và không cho Hoàng Anh gặp con nữa. Hoàng Anh chỉ muốn ly hôn thôi, còn những chuyện khác đang chờ tòa phán xét. Hoàng Anh không đưa ra điều kiện gì cả. Rất nhiều người nghĩ rằng nam diễn viên đi theo thắm bè bè và giữa họ có mối quan hệ tình cảm. Nhưng Hoàng Anh đã chính thức phủ nhận. Nếu hai tháng này ra đi, Hoàng Anh ở cùng với Thắm thì mọi người hãy ném đá. Thắm là người thứ ba làm cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng Hoàng Anh ở một mình, không ở chung với ai hết. Thắm bè bè có gia đình, có con cái, chồng con đàng hoàng. Hoàng Anh không muốn mọi người hiểu sai về mối quan hệ của mình, ít nhất là cho đến thời điểm này. Và những ngày qua, Hoàng Anh hay đi cùng Thắm và ca sĩ Quang Toàn, bởi vì họ đang là những người bạn duy nhất bên cạnh Hoàng Anh. Đến nay, người trong cuộc đều có lý lẽ riêng. Từ phía chồng anh lên tiếng và mong mọi người nhìn rõ vấn đề từ hai phía. Đồng thời, bản thân Hoàng Anh khẳng định mình sẽ chẳng có ý làm đơn ly hôn khi ra khỏi nhà. Chính sự gào thét, gây áp lực, nghe lời người ngoài của vợ đã khiến anh quyết định dừng lại mọi thứ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.